Xin chào cả nhà trở lại kênh của Tính Mập TV. Chúc cả nhà có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thì buổi trưa đằng cuốn không chịu ngủ trưa mà ra ngoài giỡn hết kìa nè. Thì dàn kem đang đùa giỡn vàng mà gấu vàng. Còn Bích Hợp thì vàng hai đứa con. Còn Hồng Ngọc thì chạy tới chạy lui, tôi lăn xăng. Còn Ruby thì đòi ra ngoài sân chơi. Làm gì vậy? Gì gấu vậy? Mỹ Kim cũng phái đồ giỡn nữa kìa. Dàn kem. Bữa nay dàn kem buồn rồi, ăn hiếp một số không được, có chuyển qua vàng với gấu vàng chơi đỡ buồn. Ăn xong rồi ngủ nghỉ đi. Rồi ở đây làm gì? Ở đây gặp dàn kem với con sói rồi con gấu rồi nó không hạp, mấy đứa này đâu có hạp đâu. Mất công đụng trận nhau phiền nữa. Nhìn mắc cười không? Vậy cô ganh có hai bà, có hai bà một ông kìa, có hai bà với một ông làm gì kìa.
ngủ hết rồi. Trưa rồi cả nhà, trưa mà cái nhà mình tại nó nghiêng nắng một bên á, không có nắng. Đó chứ bình thường là phải giăng cái lưới lan kéo qua vậy nè. Gấu vàng bứt cỏ ăn chơi à. Mấy đứa là phái ăn cỏ lắm cả nhà. Nhà mình là trồng cỏ nhân tạo không á, đi 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 bứng mấy cái cây cỏ về cái bón đất tự động ra rễ à. Đó, ra rễ xong cái nó rớt cái hộp nó mọc tùm lum tùm la trong nhà nè. Thì chứ cái nhà mình lên cỏ không có nổi đâu. Nó thì chỗ nào nó mọc tùm lum la cái mình bứt, tại cái bụi cỏ này rất là lớn. Một cây nó bự lắm. Gấu à, gấu cưng không? Nó ngọc trai bây giờ cũng đỡ cả nhà, nó cái mặt đẹp rồi cả nhà thấy không? Đó, tay chân đẹp lại rồi đó. Thì cảm ơn cả nhà rất nhiều. À, cảm ơn siêu nhân đã quan tâm giúp đỡ mình. À, nói chung là có cái đặc trị để trị cho mấy đứa nhà mình. Thôi xin dừng video cả nhà. À, trưa đằng cuối của mình cũng ngủ nghỉ hết rồi, nằm hết, ngủ hết rồi. Rồi tự nhiên mình đứng dậy sao chóng mặt quá ta. Chào giao liền. Thôi xin chào, hẹn lại các bạn vào video kế tiếp. Chúc cả nhà vui vẻ nha. À, cả nhà xem nhớ chia sẻ, bấm một like nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.